Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại showroom của Mắt Home trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và An đã có mặt tại tầng 3 ha. Tầng này thì chúng tôi cũng sẽ trưng bày một số những mẫu nội thất, ví dụ là sofa nè, rồi bàn ăn này ha, cũng như là ở những vị trí xung quanh thì sẽ có các loại ngói nè, rồi một số dòng đèn của Mắt Home nữa. Ở phía bên này thì chúng tôi sẽ có một số những cái mẫu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cũng như là catalog của Mắt Home, và hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị ha. Ví dụ ở đây là trên tay An là cuốn catalog của Mắt Home với những cái mẫu nhà đẹp, thì ở phía bên trong thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái mẫu nhà để quý khách hàng có thể lựa chọn. Ví dụ là sẽ có những mẫu nhà máy Nhật nè, rồi mẫu nhà máy Thái nè, mẫu nhà máy Mansa, máy bằng vân vân, với những phong cách có thể là nhà vườn cũng có, rồi nhà hai tầng cũng có, thậm chí là những căn biệt thự cũng có luôn ha. Còn đây sẽ là một cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của Mắt Home, khi mà chúng tôi sẽ sau khi mà quá trình thiết kế xong mình sẽ gửi đến quý khách hàng ha. Thì ở bên trong thì quý vị có thể thấy là ở đây chúng tôi sẽ có một cái bộ hồ sơ rất là nặng tay luôn nha quý vị, rất là dày luôn ha. Ở phía bên trong này thì chúng tôi sẽ có thiết kế, quý vị có thể thấy là từ những cái bản vẽ, ví dụ là mặt bằng nội thất nè, rồi mặt bằng định vị công trình này ha, rồi mặt đứng, mặt cắt, các hồ sơ chi tiết, rồi đến cả hồ sơ kết cấu, trong đó có thể kể đến là mặt bằng móng nè, vân vân, rồi hồ sơ điện nước 3D tất tần tật ha, dự toán vân vân, thì chúng tôi sẽ đều có ở trong cái hồ sơ kế hoạch thi công này hết. Quý vị đến thì có thể đến trực tiếp với những showroom của Mắt Home để mà chúng ta có thể tham khảo qua những cái mẫu để mà nội thất, vật liệu nè, cũng như là sẽ được kiến trúc sư tư vấn kỹ hơn về các hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhé. Muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Home. Mắt Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Home. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chú Đinh Văn Long ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên thì An sẽ giới thiệu sơ lược lại về Mắt Home. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công rồi gói nhà ở trên các tỉnh thành tới nước Việt Nam. Và kênh YouTube tôi sẽ đăng tải rất nhiều những mẫu nhà, có những mẫu nhà studio, những mẫu nhà thực tế, những công trình đang trong quá trình thi công hoặc đã hoàn thiện rồi, để quý vị có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó là quá trình ký kết hợp đồng, những buổi họp cũng như là những cái cuộc thanh tra để mà kiểm tra tiến độ công trình ha. Hiện tại thì chúng tôi đang có trụ sở trên khắp cả ba miền của Tổ quốc. Ở miền Bắc sẽ có trụ sở Mắt Home Hà Nội, địa chỉ số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
ở miền Trung sẽ có trụ sở Mắc Hôn miền Trung, địa chỉ số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam sẽ có trụ sở Mắc Hôn Hồ Chí Minh, địa chỉ số 162 164 Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình, hoặc trụ sở Mắc Hôn miền Tây, địa chỉ số nhà L27 01, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cho nên là nếu quý vị có nhu cầu để mà có thể đến gặp trực tiếp với kiến trúc sư của Mắc Hôn thì có thể đến trực tiếp những trụ sở của chúng tôi. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình là tương bừng khai trương Mắc Hôn Hà Tĩnh, tặng em một cuốn catalog Mắc Hôn và một mũ cốc cao cấp khi ký hợp đồng thiết kế, tặng em một chiếc Honda Way Alpha 2023 khi ký hợp đồng thi công trọn gói. Chương trình áp dụng cho các khách hàng tại khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 2023, ngày khai trương dự kiến là 10 tháng 10 2023. Cho nên nếu quý vị đang ở những tỉnh thành này có nhu cầu để thiết kế thi công liên hệ ngay để nhận được ưu đãi nhé. Trở lại với ngôi nhà của chú Long thì đầu tiên chúng ta sẽ xem qua đó chính là 3D ngoại thất bên ngoài của công trình này. Đây sẽ là một công trình 2 tầng 1 tum với thiết kế mái bằng hiện đại, một cái kiểu nhà mà đã được nhiều gia chủ yêu thích trong thời gian vừa qua. Một cái kiểu nhà An hay gọi vui là mẫu nhà mái bằng quốc dân của Mắc Hôn đó quý vị, rất là được chuộng luôn. Công trình này thì quý vị có thể thấy là cách ốp lát vật liệu bên ngoài rất là đa dạng, thể hiện đúng cái đặc trưng của phong cách hiện đại ha. Ví dụ là một số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp gạch nè, rồi chúng tôi sẽ ốp gạch giả gỗ ha, rồi ốp gạch giả đá. Nói chung là nó sẽ nhiều màu sắc và cái kiểu dáng khác nhau, giúp cho công trình nhìn sẽ bắt mắt hơn. Cái việc mà chúng ta ốp lát ở bên ngoài đó quý vị thì nó sẽ rơi vào đó chính là đầu tiên thì chúng ta cần phải làm phần thô. Trong phần thô thì chúng ta cần có thép nè, sàn hộp, vượt nhịp nè, gạch xây dựng nè, xi măng, cát xây, tô trát đá xanh, bê tông thường phẩm hoặc là ngói ở bên trên. Nếu có, công trình này thì sẽ không có ngói, cho nên là chúng ta tiết kiệm được cái phần ngói của công trình ha. Thì đó là về phần thô. Còn phần hoàn thiện thì chúng ta sẽ quan tâm đến ví dụ là sơn. Sơn thì thông thường chúng tôi luôn sẽ khuyến khích quý vị lựa chọn dòng sơn Mắc Hôn luôn, chống thấm PU Mắc Hôn hoặc sơn nội ngoại thất Mắc Hôn. Với dòng chống thấm PU của Mắc Hôn thì chi phí tầm hơn 300.000 trên 1m2, còn sơn nội ngoại thất Mắc Hôn tầm hơn 90 đến hơn 100.000 đồng trên 1m2. Và cũng có nhiều màu sắc để quý vị lựa chọn. Ví dụ công trình này thì màu đơn giản là màu trắng và màu xám, màu ghi đó quý vị. Thì đây là những tông màu đơn giản. Nhưng ví dụ có một số công trình khác lựa chọn có thể là nâu cà phê, có thể là màu xanh, có thể là màu vàng, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái mã màu tương ứng. Còn ốp lát bên ngoài thì quý vị thấy là như An nói là sẽ có gạch giả gỗ nè, gạch giả đá nè. Thì tất cả thì cũng sẽ là những cái hạng mục ở cái phần đó là phần hoàn thiện ha. Và chi phí ví dụ là chúng ta ốp giả đá đi thì chi phí nó không quá cao quý vị. Em nghĩ đâu đó tầm khoảng hơn 1 triệu cho 1m2 thôi. Thì cái đó là tùy theo cái nhu cầu, cái gọi là mức độ đầu tư của quý vị như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn quý vị một cái giá thành cho hợp lý. Ở đây thì cửa chính rồi cửa sổ đều là cửa nhôm hệ Sigma Việt Nam nha quý vị. Thông thường chúng tôi cũng tư vấn quý vị lựa chọn dòng này. Chi phí thì không quá đắt, tầm khoảng hơn 2 triệu cho 1m2. Thì nếu quý vị muốn nâng cấp hơn, cao cấp hơn, ta có thể chuyển sang là nhôm hệ Sigma nhập khẩu từ Quảng Đông, Trung Quốc có tem đỏ. Thì cái dòng đó cũng là dòng Sigma nhưng mà nó cao cấp hơn cái phân khúc này. Nhưng mà thật sự thì cửa nhôm hệ Sigma Việt Nam thì cũng đã có nhiều ưu điểm rồi. Ví dụ là thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều phong cách thiết kế, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài. Ở đây thì cửa nhôm Sigma chúng tôi lựa chọn là tông màu ghi. Đây là cái tông màu cũng là một những tông màu phổ biến nhất của dòng cửa này. Nhưng mà bên cạnh đó nếu quý vị thích, chúng ta có thể lựa chọn những màu khác. Ví dụ là trắng cũng có nè, màu đen cũng có, hoặc là màu giả gỗ. Một số công trình lựa chọn giả gỗ anh thấy là một lựa chọn rất là hay. Nó sẽ giúp cho công trình nhìn nó khác biệt hơn hẳn so với những công trình khác. Đó là về phần cửa, tiếp theo sẽ nói đến là cái lan can. Lan can công trình này thì không sử dụng lan can kính cường lực giống như đa phần những công trình hiện đại khác, mà ở đây chúng ta sẽ làm lan can thép hộp nha quý vị, được sơn tĩnh điện. Và lan can thép hộp của một công trình hiện đại nó khác với sắc nghệ thuật của công trình tân cổ điển. Sắc nghệ thuật tân cổ điển thì quý vị thấy là sẽ có nhiều những cái đường xoắn, những cái đường cong, nhiều những cái họa tiết trang trí lắm. Còn với lan can thép hộp ở đây thì là cái đường thẳng rất là đơn giản ha, cho nên là giá thành của sắc nghệ thuật là nó cũng cao hơn so với việc mà chúng ta đầu tư thép hộp như thế này. Công trình này có một ưu điểm đó chính là cái phần sân thượng ở bên trên. Quý vị thấy là từng tum thì chúng tôi một phần nhỏ bên trong thôi, còn đa phần thì cái phần sân ở bên ngoài rất là rộng,
Và trên bản vẽ 3D thì chúng ta đặt một số cái bộ bàn ghế ở đây. Nếu quý vị e ngại vấn đề là nắng mưa thì chúng ta có thể lắp thêm cái phần mái che, có thể là làm mái che thép hộp đó quý vị, em nghĩ là cũng đẹp bởi vì nó vừa là che nắng che mưa mà nó vừa giúp trang trí cho ngôi nhà chúng ta đẹp hơn nữa. Thì đó cũng là giải pháp để quý vị lựa chọn. Em thì em không khuyến khích chúng ta làm mái tôn hoặc là chúng ta làm những cái mái dù bên trên, bởi vì nói gì thì nói, nó đương nhiên nó sẽ che nắng che mưa tốt nhưng mà nó sẽ che mất đi cái tính thẩm mỹ của công trình của mình. Cho nên nếu được thì chúng ta nên đầu tư luôn, có thêm một cái dàn thép hộp ở bên trên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé. Đó là tổng quan bên ngoài của công trình này. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị đọc đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đầu tiên thì em sẽ xem qua đó chính là mặt bằng định vị công trình ha, định vị xây dựng nè. Quý vị thấy tổng quan công trình của nhà chú Long và so với khu đất, phải nói là cái trục đường rất gần với cái trục đường giao thông ở phía trước rồi quý vị, rất gần luôn ha. Bởi vì đây là công trình nhà phố mà, cho nên cái việc mà xây dựng gần phần đường phía trước thì cũng là cái điều mà thường chúng ta cũng sẽ thường thấy. Bây giờ chúng ta xem qua một số ảnh thực tế em chụp lại, chúng tôi đã chụp lại từ khi mà chúng tôi đến để mà tư vấn ký kết hợp đồng. Thì đây chính là những cái ảnh chụp từ những phước phim Bay Flycam ha. Và cái khu vực có chữ SG này sau này sẽ là xây dựng công trình của nhà chủ Long. Tiếp theo anh sẽ đọc đến đó chính là mặt bằng. Thì nhìn vào đây quý vị thấy là chiều dài ngôi nhà là 14,5m, chiều rộng của ngôi nhà là 8,5m, tổng tích sử dụng của cả hai tầng một tum là 240m2. Về công năng, tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, có 2 phòng ngủ, 2 khu vực nhà vệ sinh. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, rồi 3 phòng ngủ và có đến 3 khu vực nhà vệ sinh. Và cuối cùng là cái tầng bên trên, cao nhất là tầng tum thôi ha. Và với công trình này thì bây giờ sẽ cho quý vị xem một số ảnh nội thất. Đầu tiên là khu vực phòng khách nè. Thì rất rõ ràng phong cách hiện đại luôn quý vị, thấy từ cái bộ bàn ghế sofa đến cái kệ tivi, vách ốp phía sau cũng vậy, rất là đa dạng vật liệu ha, tương đồng với ở bên ngoài cũng ốp đa dạng vật liệu luôn. Màu sắc chủ đạo sẽ là tông màu trắng, màu gỗ và màu ghi. Tiếp theo tiến ra phía sau thì chúng tôi sẽ đặt một cái kệ tủ bếp hình chữ L với chất liệu MDF acrylic có tính chất bóng gương, gần đó là bộ bàn ghế ăn. Bàn ăn thì chân bàn sẽ sắt trên tĩnh điện màu đen, mặt bàn là mặt bàn đá. Xung quanh thì chị sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn, chúng tôi sẽ bọc da cao cấp. Bây giờ em sẽ dẫn quý vị chúng ta đến phòng ngủ số 2 của công trình. Với phòng ngủ này thì màu sắc chủ đạo vẫn là tông màu gỗ và màu trắng. Và điểm xuyến thêm đó chính là cái phần vách tường đầu giường. Thì chúng tôi sẽ ốp gỗ MDF, nè, PVC giả lam gỗ và đặc biệt chúng tôi sẽ bọc vải nỉ lên trên tường để tạo nên một cái điểm khác biệt. Ta sẽ tiến lên tầng 2 ha và ta đến phòng ngủ số 4 của công trình. Phòng ngủ số 4 này thì màu sắc sẽ đi theo tông màu là màu hồng, màu trắng và kèm vào đó chiếc giường thì chúng tôi sẽ bọc vải nỉ màu đen toàn bộ chiếc giường ha. Với cái tông màu hồng này sẽ giúp cho phòng ngủ có cái vẻ rất là độc đáo, không hề đụng hàng với bất kỳ một cái thiết kế nào trước. Và cuối cùng ta đến phòng ngủ lớn nhất, đó chính là phòng ngủ số 5. Với phòng ngủ số 5 này thì cái điểm mà ấn tượng là gì? Đầu tiên là ngay cái vị trí của giường ngủ là quý vị đã thấy là cái vách ốp ở phía sau và phía trên là rất là đẹp rồi quý vị. Rồi ẩn bên trong còn gắn thêm đèn LED để hắt sáng nữa. Và đặc biệt là khu vực phòng ngủ này sẽ có một khu vực thay đồ riêng. Quý vị thấy là chúng tôi sẽ làm một cái vách ở đây. Chúng ta có thể kéo những cái tấm này và ta sẽ bước vào khu vực thay đồ. Ở trong khu vực thay đồ thì cũng có trang bị đầy đủ. Đó chính là có vị trí tủ quần áo nè. Rồi có một cái ghế chúng ta có thể ngồi để mà thay y phục. Nói chung là đây là một thiết kế anh nghĩ là rất là lý tưởng và sẽ được rất nhiều quý vị yêu thích. Bây giờ thì em sẽ đọc tiếp đến đây là mặt đứng của công trình. Em sẽ đọc là mặt đứng trục CA. Thì từ cost 0 định của mái sẽ là 10,8m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 4,1m, sàn tầng 2 đến sàn tầng tum là 3,6m. Ngược lại cost 0 xuống người lại sơn là 45cm nha quý vị. Và ở đây chia làm 3 bậc thì mỗi bậc sẽ là 15cm. Và như anh chia sẻ rất nhiều lần thì cái bước chân người Việt Nam chúng ta thoải mái nhất sẽ là tầm 15-18cm. Thì đây là cái thông số hoàn toàn hợp lý. Bên dưới sẽ có 6 cái ô hình thoi là tường sơn MH3547D, tường sơn MH trắng, tường ốp gạch v.v. Chúng tôi ký hiệu rất là kỹ. Em sẽ đọc tiếp đến mặt cắt. Ở đây sẽ đọc mặt cắt trục AA. Đây là hướng nhìn từ mặt bên công trình nhìn qua ha. Với mặt cắt này thì quý vị thấy cầu thang ở giữa nhà, cửa đi có 2m7 nè. Đặc biệt là cái sàn ở sân thượng thì chúng tôi sẽ đổ là sàn bê tông nha quý vị. Cái việc mà thi công mái bằng thì cái yêu cầu lớn mà quý vị phải quan tâm đó chính là thi công chống thấm cho nhà mái bằng. Tức là những cái khoảng ngoài trời thế này thì chắc chắn là phải chịu
cái tác động của thời tiết, ví dụ là nắng mưa rồi, cho nên là cái việc chống thấm là rất cần thiết để đảm bảo tránh tình trạng nước nó bị ấm dột vào bên trong. Bây giờ thì em sẽ đọc tiếp đến đó là hồ sơ kết cấu của công trình của nhà chú Long. Thì dựa vào mặt bằng móng, ta sẽ thấy ngôi nhà này xử lý là móng cọc bê tông cốt thép. Với móng cọc thì nó sẽ chuyên trị cho những công trình có tải trọng lớn hoặc là nền đất hơi yếu, quý vị. Ví dụ là gần ao suối sông ngòi, gần mạch nước ngầm, gần bùn lầy chẳng hạn, có khả năng sạt lở cao thì người ta sẽ ưu tiên lựa chọn móng cọc. Móng cọc sẽ chia làm hai loại, móng cọc đài thấp và móng cọc đài cao. Cuối cùng anh đọc đến hồ sơ điện nước của nhà chú Long. Thì ngày hôm nay em sẽ đọc là mặt màn chiếu sáng thông gió của tầng 1. Với tầng 1 này thì quý vị thấy hệ thống chiếu sáng là đèn downlight âm trần để 90 công suất 7W chạy dọc khắp căn nhà ha, từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Rồi trong phòng khách, phòng bếp thì chúng tôi đặt thêm là cái quạt trần, và đặc biệt là phòng khách sẽ là kết hợp quạt đèn trần luôn, một thiết kế 2 trong 1. Ngoài ra thì liên quan đến thông gió thì chúng tôi sẽ bố trí là thoát mùi WC PVC D110 ở trong nhà vệ sinh và thoát mùi bếp PVC D90 ở trong bếp. Vậy nhưng em sẽ giới thiệu quý vị mẫu nhà của chú Long ở Thủ Đức, một mẫu nhà máy bằng quốc dân mà em nghĩ nhiều quý vị sẽ quan tâm. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này mà muốn thiết kế tương tự thì gần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, nhà em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.